Ngày 17 tháng 3, đại diện hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết ngày 16 tháng 3, Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất thông tin về việc đang tạm giữ 4 tiếp viên thực hiện nhiệm vụ trên chuyến bay từ Paris về thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 3 do nghi ngờ trong hành lý của các tiếp viên này có mang theo chất cấm. Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Việt Nam Airlines đã quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đối với 4 tiếp viên nêu trên để phục vụ công tác điều tra. Các cá nhân vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định, đơn vị sẽ không bao che. Hiện nay, Việt Nam Airlines đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nội quy lao động của đơn vị. Đồng thời, sẵn sàng cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời dựa trên các nguồn tin xác thực.